Cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 13 V-League năm 2022. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. Quý vị và các bạn có thể vào kênh On Football của truyền hình VTV Cup là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp đội khách câu lạc bộ Hải Phòng nha quý vị. Trong cái đội hình của câu lạc bộ Hải Phòng có rất là nhiều cái tên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho mượn, giống như gan như Dụng Quan Nho vậy đó. Nói chung là Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái đội bóng họ đào tạo trẻ rất là tốt và dư thừa cầu thủ tài năng nha quý vị. Và Hải Phòng đã mượn rất là nhiều cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai, cho nên là tâm điểm cái trận đấu này, tâm điểm cái vòng đấu này chính là cái trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Hai đội đang còn đứng vị trí thứ ba và vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và cũng có được những cái thành tích rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái nhận định trước trận đấu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến hoàng quân ra tới xa hàng đẩy vừa qua. Thì đối đầu với Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận một cái thất bại rất là đáng tiếc, một cái thất bại có thể nói là sai sót của trọng tài khi mà không cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả phạt đền 11m khi mà Duy Mạnh đã dẫm vào chân của tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai. Và kết quả cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai đã để thua câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số là 1-2, qua đó vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3. Kết quả này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với một điểm kém hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đó chính là Sông Lam Nghệ An, 7 điểm kém hơn trước chính câu lạc bộ Hà Nội. Bỏ qua trận thua nhiều tranh cãi, lúc này thì phong độ của đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai là rất ấn tượng. Nhiều khả năng cuộc tiếp đón Hải Phòng cũng chứng kiến sự trở lại của Công Phượng, cầu thủ quê gốc Nghệ An đã bình phục chấn thương khi mà ở trận đấu trước tới sát giờ thì Công Phượng đã phải vắng mặt, và hiện tại bây giờ thì có khả năng là Công Phượng sẽ kịp đá cái trận đấu này. Và đây là một cái sự bổ sung về lực lượng rất là lớn của Hoàng Anh Gia Lai, và có thể là sẽ là những cái ngòi nổ của Hoàng Anh Gia Lai trong cái trận đấu đối đầu với lại là đội khách câu lạc bộ Hải Phòng. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với lại là cái nhận định trước cái trận đấu của câu lạc bộ Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai như sau. Sau giai đoạn thăng hoa ở đầu mùa giải thì Hải Phòng dần thể hiện rõ cái bộ mặt bất ổn. Trải qua 5 trận gần nhất thì họ chỉ thắng 2, hòa 3. Lúc này thì đội bóng rất cản, câu lạc bộ Hải Phòng đang xếp vị trí thứ tư với 17 điểm. Trong đội hình của Hải Phòng hiện tại có rất là nhiều cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, hay thậm chí hiện tại vẫn thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như là Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho. Ở giải tứ hùng vừa qua thì đội bóng đất cản câu lạc bộ Hải Phòng thậm chí đã đè bẹp Hoàng Anh Gia Lai với chiến thắng tưng bừng 4-0. Xong đó cũng chỉ là một cái trận đấu mang một cái tính chất giao hữu mà thôi. Chắc chắn khi tái ngộ tại sân chơi số 1 của Việt Nam, đó chính là giải V-League, thì Hải Phòng sẽ không dễ dàng lặp lại một cái điều tương tự, và câu lạc bộ Hải Phòng rõ ràng là được đánh giá thấp hơn về mặt chiến thuật cũng như là lực lượng. Vì là nói chung là đội bóng đầu cái giai đoạn đầu thì câu lạc bộ Hải Phòng họ thăng hoa mà thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa chắc, và nói chung đẳng cấp là mãi mãi, còn phong độ là nhất thời nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái tình hình lực lượng như sau. Hoàng Anh Gia Lai thì Công Phượng có khả năng là sẽ bỏ ngỏ khả năng cái ra sân, vì không biết là Công Phượng có kịp bình phục chấn thương hay không. Và trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai đó chính là hậu vệ Nguyễn Phong Bình Duy, có thể là sẽ chắc chắn là sẽ treo giò trong cái trận đấu với lại là câu lạc bộ Hải Phòng nha quý vị. Vì là Nguyễn Phong Hồng Duy, trụ cột của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, đã phải nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó, và khả năng là chắc chắn chứ không phải khả năng nữa là sẽ không ra sân. Đó chính là tình hình lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai thời điểm hiện tại. Còn Hải Phòng thì họ có đầy đủ lực lượng nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái đội hình dự kiến của hai câu lạc bộ Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Bên phía đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thì đội hình dự kiến như sau. Thủ môn thì thủ môn Tuấn Linh, còn dự kiến các cầu thủ Văn Sơn,
Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Ra Giao. Đó chính là cái đội hình dự kiến của Hoàng Anh Gia Lai. Và còn phía câu lạc bộ Hải Phòng thì thủ môn là Đình Triệu, còn các cầu thủ như sau: Thái Bình, Tiến Dụng, Empade, Phạm Trung Hiếu, Martin Lò, Hải Duy, Mose, Ngọc Quang, Việt Hưng, Rimario. Đó chính là cái đội hình dự kiến của hai câu lạc bộ mà Thái TV dự đoán cái trận đấu này sẽ là một cái trận chiến thắng đối với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tỷ số dự đoán đó chính là 3-2 nha quý vị. Một cái tỷ số có thể nói là rất là khó xảy ra, nhưng mà Thái TV thì muốn một cái trận đấu thật sự là hấp dẫn, có nhiều bàn thắng, cho nên là Thái TV sẽ dự đoán là 3-2. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hải Phòng xin nhắc lại là sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ nha quý vị. 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của FPT VTV Cup và kênh điển hình đó chính là kênh On Football. Quý vị và các bạn hãy cùng cổ vũ cho Công Phượng và đồng đội cũng như là các cái cầu thủ của Hải Phòng và thật là nhiệt tình, và hy vọng rằng là sẽ chiến thắng dành cho cái đội mà bóng mà mình cổ vũ như quý vị. Và bây giờ Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream rồi đó thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đối với tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký kênh của Thái TV và đã ủng hộ kênh của Thái TV trong cái thời gian vừa qua nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Bây giờ thì Thái TV cũng xin gửi bổ sung thêm là lịch thi đấu của vòng 13 luôn nha quý vị. Lịch thi đấu cho quý vị và các bạn cùng nắm là như sau. Quý vị và các bạn chờ xíu nha. Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Hải Phòng vào lúc 17 giờ. Kênh sẽ là kênh trực tiếp On Football. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là 18 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022 và kênh sẽ là kênh On Sport. Còn câu lạc bộ Viettel sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút là Viettel sẽ gặp Sông Lam Nghệ An, cũng là kênh On Sport trong cái ngày 19 tháng 8 diễn ra 3 trận như thế. Thế còn ngày mà ngày 20 tháng 8 tức là ngày thứ bảy thì gồm có diễn ra gồm có các trận đấu sau thì Bình Định sẽ gặp Đông Á Thanh Hóa vào lúc 17 giờ. Còn BKM Bình Dương sẽ gặp Hà Nội vào lúc 18 giờ. Còn Sài Gòn sẽ là cái cuộc nội chiến của Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Sài Gòn gặp Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 15 phút. Quý vị và các bạn hãy cùng xem trên hai kênh, đó chính là On Football là và On Sport của truyền hình cáp nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.